Hello các tình yêu, lại thêm một siêu phẩm mới nữa vừa có mặt tại tiệm Cristio để phục vụ cho tất cả các tình yêu. Đó chính là các em bướm ẩn lung linh đa màu sắc đang vô cùng hot trong thời điểm này. Và bây giờ để cho các tình yêu hiểu rõ hơn về khái niệm bướm ẩn hay về cách làm như thế nào để tạo ra một sản phẩm bướm ẩn đẹp thì mình sẽ thực hành luôn trên tay của mình cho tất cả mọi người cùng xem. Ở đây tay mình đã có sẵn form móng dài hình thang rồi, mình sẽ mài giũa một chút xíu và mọi người luôn nhớ là nên sơn lớp bay gel để làm lớp nền liên kết nhé. Ở đây mình sẽ dùng cả một miếng Polydip mix cùng với Speed Builder Gel để tạo ra sản phẩm bướm ẩn. Các tình yêu cùng theo dõi mình thực hiện nhé. Bướm ẩn trên thị trường thì nhan nhản nhiều vô cùng, nhưng để ẩn đẹp và nhìn vào sản phẩm tạo cảm giác hút mắt, ẩn nhiều lớp mà không hề tạo cảm giác nặng nề hay rối mắt thì trước tiên chất lượng của sticker bướm ẩn phải thật sắc nét, phải thật chuẩn. Bướm ẩn phải nhỏ xinh, cắt nét sắc sảo, siêu mỏng nhẹ và hầu như không có cảm giác gì về độ nặng hay độ dày khi mình ẩn bướm trên móng tay. Ánh của sắc bướm phải lấp lánh để mình có thể ẩn qua bao nhiêu lớp gel hay ẩn qua lớp bột thì chúng ta vẫn có thể thấy rõ độ lấp lánh đẹp huyền ảo của bướm. Khi đó, chúng ta mới có một sản phẩm bướm ẩn đẹp trên tay khách. Chứ mình ẩn bướm mà khi xong không thấy lấp lánh gì, chỉ thấy sự nặng nề và rối mắt thì lúc đó mọi người phải xem lại chất lượng của sản phẩm sticker bướm ẩn nhé. Ở đây mình dùng Speed Builder Gel để ẩn nhiều lớp tạo cảm giác bướm tầng tầng lớp lớp rất là hút mắt. Nếu như mọi người dùng bột hoàn toàn để làm thì sẽ không thể ẩn nhiều lớp được. Chưa kể bột sẽ làm mờ đi ánh sáng của bướm ẩn, làm mất đi độ long lanh. Còn dùng em Speed Builder Gel này thì mọi người khỏi lo. Gel màu clear trong không những giúp bám dính những chú bướm ẩn mini này một cách chặt chẽ mà còn khiến cho bướm ẩn thêm phần long lanh như đang ở trong làn nước trong veo vậy. Mỗi một lớp gel chúng ta lại đặt thêm một vài chú bướm ẩn với các màu sắc khác nhau, xếp so le, xen kẽ, tạo nên các lớp hòa quyện vô cùng tinh tế.
tình yêu thấy sản phẩm bướm ẩn của mình làm như thế nào. Bên mình hiện đang có 48 mẫu bướm ẩn, các loại với 48 màu sắc đa dạng khác nhau. Các tình yêu cần tư vấn thêm về sản phẩm thì hãy inbox cho mình qua Facebook CristioCZ nhé. Cảm ơn các tình yêu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc các tình yêu thành công với sản phẩm bướm ẩn đang hot này nhé.